Hello mọi người nha. Rồi hello mọi người lên xem livestream tóc giả. Ai muốn xem mẫu nào thì mình comment lên cho em nha. Xem tóc mọc xong đuôi ok mình nha. Rồi chị nào muốn xem mẫu nào thì mình comment lên cho em. Lê Phạm bảo ơi, hàng của em là em mới chốt hôm cuối tuần đó em, là hình như là gửi hôm thứ bảy á, thì phải mấy ngày mới tới nha em nha, chưa tới liền được nha. Hôm qua là chủ nhật là người ta nghỉ làm việc em ơi. Phải đầu tuần hôm nay bắt đầu người ta mới đi ship nha. Rồi nha, bây giờ em bắt đầu lên mẫu nha mấy chị nha. Em lên cho mình xem tóc ngoạm nha. Rồi em sẽ lên cho mình xem cái ngoạm mà xăng đuôi nha. Ngoạm xăng đuôi nhà em mã là N40 nha. Đây nha, ngoạm xăng đuôi là mã N40. Mã N40 này hiện tại là mẫu này em hết màu nâu vàng, chỉ có màu nâu sô-cô-la nè, đen với lại nâu đen nha. Đây nha, mã ngoạm N40 xăng đuôi nè. Ngoạm xăng đuôi N40 này hiện tại em có 3 màu nha mấy chị ơi. 120.000 em có 3 màu. Màu em đang mang là màu nâu sô-cô-la, có màu đen và màu nâu đen, và màu vàng chanh nữa nha. Hiện tại hết nâu vàng ha. Rồi mình xem mẫu chốt màu giúp em ha. Lấy cái mẫu ngoặc này comment giúp em. N40 kèm xuất họa luôn giúp em. Loại này là 50cm xoăn nhẹ phần đuôi ha. Mình muốn xoăn bồng bềnh hay là xoăn cao hơn cũng có nha mấy chị nha. Chị nào chốt hàng comment cho em mã cộng màu cộng số điện thoại đi, bên em chốt đơn cho mình nha. N40 ngoặc xoăn 50cm kèm số điện thoại luôn giúp em. Em quay cho mình xem tiếp ngoặc xoăn lẫn ha. Qua sơ mẫu ngoặc cho mình xem nha. Ngoạm xoăn lẫn em lên cho mình xem mã B103 nha em. Ngoạm xoăn lẫn B103 em đang mang là lẫn 40cm nha. Có 4 màu, nâu vàng em đang mang, có sô-cô-la và màu đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha. 120.000 cái ngoạm nha. Ai lấy cái ngoạm em đang mang comment giúp em. B103 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Ngoạm xoăn lẫn B103 4 màu nha, xem mẫu chốt màu giúp em. Đồng giá ngoạm dài ngắn đều 120.000 nha mấy chị ơi. Ngoạm đồng giá dài ngắn đều 120.000. Em qua luôn ngoạm xăm dài nè. Ngoạm xăm dài bồng bềnh em lên cho mình xem N46. Buộc xăm ok chị Bạch Yến nha. Đây nha mấy chị ơi, cái ngoạm em đang mang mã là N46 nè. N46 là ngoạm xăm dài nhất nhà em ha. N46 ngoạm xoăn dài nhất nhà em có 4 màu, nâu vàng, sô-cô-la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha. Lấy cái ngoạm này comment giúp em. N46 kèm số điện thoại luôn giúp em.